Hello, xin chào quý chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình chỉ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe Tycoon, ví dụ như là Exciter 155 bản thường, bản ABS ha. Rồi Merkin, Sakia Sonic, Winner V3, V4, SH ha. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Trang, số trợ giới thiệu ông Mời Trang ạ. Hello, xin chào tất cả mọi người ha, là Trang đây. Cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất ở bên cửa hàng bên Trang. Thì mọi người ơi, thấy vừa thấy siêu phẩm gì ở bên cửa hàng bên Trang không? Một cái em gọi là phiên bản Exciter 155 nha cả nhà. Đối với em này nha mọi người, tri ân mọi người với mức giá tại thời điểm hiện tại chỉ còn là 49 triệu đồng một em thôi là mình sẽ sở hữu ngay dòng xe này về nhà rồi ha. Góp đối với dòng này thì cầm ngay giúp Trang cửa từ là 5 triệu là mình đã nhận xe. Thì nói chung là trong chương trình tuần lễ hiện tại chỉ cần một căn cước công dân đủ 18 tuổi lên hồ sơ mua góp mà chỉ cần trả trước giúp Trang cửa từ 30% thôi là mình đã sở hữu ngay cả về gốc từ tháng đóng đầu tiên rồi. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là hỗ trợ gói combo quà tặng rất ưu đãi, liên hệ trước sẽ là lịch giảm 1 triệu như okay. Cả nha. Bên này thì có màu tím than à? Tím than đen, em này cũng đồng giá ABS luôn à. Sẽ là 49 triệu luôn nha cả nhà. Nói chung là đối với phiên bản E đó cả nhà thì sẽ có rất là nhiều màu, cũng rất là nhiều phiên bản khác nhau. Mà đối với những cái dòng này nha, CBS sẽ rơi vào là tầm 47 triệu đồng một em, còn ABS sẽ rơi vào 49. Ngoài ra đó thì bản E năm 2023 vẫn còn hàng nha. Sẽ rơi vào từ 44 triệu đồng cho phiên bản Smart K này, chẳng như là màu trắng ngọc trai, hoặc những cái em xanh GB, những cái em xanh đen RC hoặc là xanh tem như thế này đây. Sẽ đồng giá cho cả nhà mình là 44 triệu đồng Smart K của đời năm 2023 luôn. Giá cực kỳ là mềm mà chỉ còn một vài em thôi tại thời điểm hiện tại. Cho nên là anh mình em mình mua thì mình nhanh tay nha. Có cả đen nhám và đỏ nhám những trong những cái bảng màu mà đang hot nha cả nhà. Vario thì nhiêu? Vario sẽ là 36 triệu đồng cho khóa thường và 39 triệu đồng cho phiên bản khóa Smart K nha. Rồi. Tiếp tục Merkin. Merkin sẽ xả lô cho này cho anh em luôn nha mọi người. Màu xanh lục bão và màu đen tem, màu đỏ tem xám đen như thế này đây, sẽ đồng giá cho cả nhà luôn là 44 triệu đồng. Nhìn là đi tem rất là đẹp luôn, chỉ còn một vài em cuối cùng thôi cho mọi người sở hữu nha cả nhà. Đây 44 triệu đồng, liên hệ trước đặt lịch còn 1 triệu đồng chỉ còn 43 thôi. Còn E 150 nha mọi người. Những bảng màu này sẽ là 42 triệu đồng. Liên hệ đặt lịch trước giảm 1 triệu đồng là chỉ còn 41 thôi nha cả nhà ha. Rồi, phiên bản Sonic. Sonic đang cháy hàng nha. Mà Trang tri ân giá mới nhất cho anh em luôn là 49 triệu đồng một em là mình sở hữu được rồi. Còn đối với dòng 49 liên hệ trước bớt cho anh em 2 triệu luôn là còn 47. Còn đối thì nhiều. 47. Còn đối với mà phiên bản xa chia sẽ còn là 44 triệu đồng nha cả nhà mình ha. Rồi, Vario này, cái bảng màu tem màu đen đằng trước đợt này là đang siêu hỏi là siêu hot, đang làm mưa làm gió luôn đây cả nhà. Thì đối với cái mẫu này là chỉ còn là bao nhiêu ta? 37 triệu đồng thôi, bao màu sơn 3D cho cả nhà luôn rồi ha. Rồi, thằng mod đi. Mod tiêu chuẩn CBS 57 triệu đồng một em, ABS sẽ có giá là 63 triệu đồng một em, bao thuế VAT 10% ha. Đấy, màu trắng này, đỏ và xanh sẽ là 57. Còn đối với bản cao cấp như thế này 62, bản đặc biệt là 63 triệu đồng nha cả nhà, bao gồm VAT. Đây hai em đặc biệt đây là 63 đồng giá này. Rồi, còn đối với mà em này lấy sẽ rơi vào tầm 57 triệu đồng. Góp đối với dòng này cầm ngay giúp Trang từ 7 triệu đồng là mình sở hữu được rồi nhé. Rồi, qua phiên bản SH 125, 150 và 160. 125 tại thời điểm hiện tại tiêu chuẩn sẽ có giá là 73 triệu đồng một em. ABS sẽ có giá là 82 triệu đồng một em, bao thuế VAT 10%. Đỏ, trắng, đen và xanh đen nha mọi người. Còn đối với mà những cái bản màu như xám xi măng như thế này đây này, em này là một em 160, đời 2023. Em này sẽ là 102 triệu đồng. Ngoài ra đó 150 của đời 2022 vẫn còn hàng, sẽ rơi vào tầm 100 triệu đồng chẵn nha cả nhà. Mà còn ba màu nữa đó chính là màu trắng, màu xám tem xám và màu đen tem xám là những cái bản 150 của đời 2022 nha mọi người. Rồi, 160 ABS đời 2024. CBS sẽ có giá là 90 triệu đồng một em. ABS sẽ có giá là 102 triệu đồng nha cả nhà. Đây những cái bảng mặt nạ đen mẫu mới nhất như thế này đây nè cả nhà. Mình cập nhật cái hàng và cập nhật cái mẫu để mình biết thêm thông tin về dòng SH này nha. Rồi, Winner V3, V4. Winner V3 và V4. Đối với phiên bản V3 tiêu chuẩn sẽ có giá là 33 triệu đồng một em. ABS như này đấy sẽ có giá là 36. Còn đối với đời V4 nha mọi người, những cái bảng màu CBS sẽ có giá là 36 triệu đồng một em. Còn 39 như là bạc rồi HRC này kia sẽ rơi vào là tầm là 30 9 triệu đồng một em, bao gồm thuế VAT 10% luôn nha mọi người nhé. Ok, thì đó là giá xe á. Anh em nào có nhu cầu mình mua cái dòng nào á thì mình chịu khó mình nhắn tin á. Ngoài những cái dòng trong clip thì còn rất là nhiều dòng khác ha. Mọi người chịu khó nhắn tin qua Zalo nha.
Rồi, cảm ơn chị bạn đã xem clip đó. Xin chào.